Giờ kệ Ông chủ phải ông quay phim ở lâu thế hả? quay Ôi giời, tôi mệt ông quá. Các thứ từ nãy nói gì ông cho vào đấy hết à? Chị quay một vòng trên xe đằng sau đẹp lắm. Đấy. Bây giờ ông xin sang kia đi quay cảnh kia đây. Bây giờ thợ nào nữa? Cứ làm o. Được. Duyệt. Sao rơi ở cái gì cái độ này? Không. Ôi giời, lộ quá rồi, cái này về sau lên video cơ, lên YouTube bỏ. Lộ hết. Bỏ đi không quay lại. Kệ. Không, cái váy này bên anh sau. Nhìn thì thấy cái dáng nó rất là đẹp, mà bên trên bên dưới là màu mè. Ngày sau ông cố giấu đi hả? Cứ đi giờ lùi đây. Sao lại không muốn cởi ra?